Liên tục nộ quy ở trên tay và có những cái tình huống chơi hit khá là khó chịu. Bật W lên thì lùi về thôi, quay người trở lại cưỡi mây, bật phân thân ra hai quy vào đầu, tiếp tục làm tình huống dựng cọc băng ra nhưng rớt gõ rất đau với cái thiết bảng ngàn cân của mình nhá. Nào EQ đánh tay và có thêm thiểu độn nữa, đủ sát thương rồi. Rớt có solo kill lần 2 và tính đam đủ để có thể hạ gục Trundle lần thứ 3 ở ván đấu này với 2 pha solo kill liên tục với con Wukong đường trên của Zeus. Hello anh em, chào mừng em quay trở lại với channel Hoàng Sama. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng đồng hành với giáo án đường trên trong tay của Zeus với một con ngộ không đi đường cùng với lại chiếc tướng Trundle, một kèo rất khó dành cho Wukong nha. Mặc dù ở phiên bản 14.5 thì ngộ không được tăng sức mạnh một chút ở cái nội tại mình đồng giá sắt, khi mà cái stack cộng dồn của cái nội tại này nó đã được giảm đi rồi, nó stack dễ hơn và việc trừ stack dần dần so với việc là stack trừ hoàn toàn ở trong cái khoảng thời gian trước cũng là một cái bước tiến dành cho ngộ không đi đường nhá. Ngộ không đi rừng thì không nói làm gì rồi, nhưng ngộ không đi đường cũng được tăng một chút những cái khả năng landing của mình, thì để xem là với một kèo đấu khá là khó ở bên phía bên kia làm con Trundle rất mạnh ở khả năng 1-1 với chiêu quy nhai nuốt thì Zeus sẽ xử lý kèo này như thế nào. Cộng cho mình cân đổ vân ở cấp 1 này, rồi la vào cặp bóc giáp cốt đối phương chơi luôn à. Zeus rất cục nha, nhưng mà Trundle là một trận tướng cực kỳ mạnh ở cấp độ 1. Quy đánh tay liên tục đến từ Trundle, tốc biến chiếm bụi đến từ Zeus, nhưng có mắt trong bụi quay ngược trở lại với pha cân đổ vân, và đó làm tình huống mà Zeus tính đủ đam. Anh ta tốc biến để đợi hồi lại cho mình cái cân đầu vân và quay ngược trở lại em tình huống kích e đánh tay và vừa đủ đam để hạ gục Trundle. Mặc dù đây là con Trundle sử dụng cho mình tốc hành và có một khả năng 1-1 rất mạnh với cái chiêu quy nhai nuốt, vừa ăn cắp sát thương của đối phương rồi vừa làm chậm rất khó chịu, nhưng Zeus vẫn là người thắng với tốc biến thiêu đốt. Zeus có thiêu đốt trong pha vừa rồi và lợi thế về phép bổ trợ giúp cho đường trên của T1 có tình huống solo kill đầu tiên với chiến công đầu. Mua dây đến từ Zeus để gia tăng khả năng thả diều. Như chỗ đánh với con Trundle này thì việc khô máu với nó là rất mạo hiểm. Vừa rồi thì Zeus phải tốn cả tốc biến với thiêu đốt thì mới có thể hạ gục con bài này. Và việc cầm dây để giúp cho Zeus giữ cự ly tốt hơn, nhưng mà bây giờ thì khó rồi. Lên 2 đến từ Zeus, trả lại một EQ. Máu mất đi của Trundle là tương đối nhiều, nhưng đây là một con bài có khả năng hồi phục nha. Với việc là dọn lính và lính ở bên mình nằm xuống thì Trundle cũng được hồi máu với cái nội tại. Một con bài cực kỳ mạnh. Cúng phẩm đại vương giúp cho Trundle có một cái tốc độ hồi phục là tốt hơn rất nhiều so với lại Wukong trong tay của Zeus. Khó rồi, đang phải đứng nhìn lính một chút đã. Lính của đối phương nhiều hơn, mất xe to. Rồi, mất con xe to luôn. Đang phải đứng nhìn lính một chút, nhưng mà Viego đang di chuyển lên trên nha. Rồi tới công chuyện luôn, khô máu chơi luôn rồi. Cân đổ vân vào đánh tay kết hợp với tình huống thiết bản ngàn cân và Zeus là người ăn mạng thứ hai. Tình huống thiết bản ngàn cân giúp cho Zeus cùng với Viego đủ sát thương để tiễn con Trundle nằm xuống lần thứ hai. Và đấu này một thế lính rất xấu dành cho Trundle nha, và pha vào lên rất kịp thời đến từ Viego. Một pha lên ganh rất nhạy cảm để giúp cho Zeus có thêm được ưu thế ở cánh trên. Liên tục nộ quy ở trên tay và có những cái tình huống chơi hit khá là khó chịu. Bật W lên thì lùi về thôi, quay người trở lại cưỡi mây, bật phân thân ra hai quy vào đầu, tiếp tục làm tình huống dựng cọc băng ra nhưng Zeus gõ rất đau với cái thiết bảng ngàn cân của mình nhá. Nào EQ đánh tay và có thêm thiểu độn nữa, đủ sát thương rồi. Zeus có solo kill lần 2 và tính đam đủ để có thể hạ gục Trundle lần thứ 3 ở ván đấu này với 2 pha solo kill liên tục với con Wukong đường trên của Zeus. Cái nhịp xử lý đi đường với cái thiết bản ngàn cân rất hay đến từ Zeus nha. Tận dụng cái tầm của cái thiết bản ngàn cân à. Zeus đang liên tục gõ vào đầu đối phương mà khiến cho Trundle không thể chơi đam ngược lại với những tình huống quy, những tình huống nhai nuốt, và Trundle bắt buộc phải đẩy ngược lại thôi. Và khả năng đẩy của Zeus đang là tốt hơn. Mua 3 trường kiếm và giày thép gai đến từ Zeus. Zeus thì có khả năng đánh thủ được với W với chiêu cuối, tiếp tục là EQ đánh tay với một tình huống có thiết bản ngàn cân. Tiếp tục là ăn một quy vào đầu nữa. Gõ rất đau nhờ. Cái thiết bằng ngàn cân này nó có trừ giáp anh em ạ. Lượng đam đó. Liên tục là stack 1 đến 2 quy vào đầu của Trundle. Sau đó là cưỡi mây vào. Cái lượng sát thương nó sẽ là tương đối lớn. Trundle cầm tàn phá hủy diệt nhưng không dùng được nhá. Nào, nó có tình huống tấn công thì mình dùng chiêu cuối luôn. Đến từ Zeus rồi, nhả phân thân ra. Tiếp tục là 3 đánh 1 và con Trundle này có lập lăng tới đây, xích thành công. Nhưng lập lăng không thể cứu được Trundle. Mạng thứ 4 liên tục dành cho Wukong trong tay của Zeus ở đường trên. Bốn không một khởi đầu với một con Wukong đường trên. Và lợi thế thì bắt đầu lớn rồi đấy. Với 4 mạng thì Zeus đang out tầm 1.300 tiền so với lại chăn đồ của đối phương với chất tướng Wukong của mình. Nhưng rõ ràng đây là con Wukong đi đường rất áp lực đến từ Zeus nha. Và Zeus có chiêu cuối rồi. Rakan đang có dấu hiệu di chuyển lên cánh trên. Và liệu đây có phải là một pha setup đái trụ hay không? Đây, một quay lính với 5 con là đủ. Thanh trụ là dư luôn á. Rồi, nhả phân thân ra. Rakan tới. Bê hoặc hất tung. Zeus lao thẳng vào thêm lần hất tung nữa. Quá nhiều hất tung. Chăn đồ đi rồi anh em ạ. Chăn đồ đi đồng nghĩa về cái trụ này thì cũng không thể tồn tại được. Và pha 1 đuổi 1 ở cánh trên luôn. Rakan chịu hy sinh để Zeus có được ưu thế 5-0 khởi đầu với một con Wukong 5 stack trụ và trụ bột toàn bản đồ. 1.900 tiền dành cho Wukong trong tay của Zeus. Và tình huống bấm bê về nhà này thì anh ta sẽ sau mạng sàng kích. Ui, một nguyệt đao luôn á. Rồi, nó phải là như vậy, là một cái nguyệt đao luôn đến từ Zeus chứ không phải là mạng sàng kích. Đủ 2 mới là mạng sàng kích nhỉ. Vô thẳng nguyệt đao luôn là ác chưa. Chạy xuống bot. Rồi vòng sau nhưng mà không có chiêu cuối trong pha này nhá. Chắc là chỉ áp lực vào con Smolder thôi. Nhả phân thân ra quy trước. Đánh tay giữ lại cái cân đổ vân lao theo nào. Rớt chưa hồi lại tốc biến. Kích thiêu đốt vào người của July. Nhưng mà có vẻ như là sát thương chưa đủ rồi. Alistar di chuyển tới thì Rớt sẽ buông bỏ ý định để hạ của con rồng trong tình huống vừa rồi. Không có chiêu cuối. Phát đó có chiêu cuối thì sẽ là solo kill. Con rồng nó còn có tốc biến thì nó vẫn nằm thôi nào. Hất tung đến từ Alistar và Zeus nhả phân thân ra không tốc biến đến từ Zeus. Bị làm choáng thêm một nhịp nữa và rồng khá đầu. Cưới mây đến từ Zeus nhưng bị đẩy về thêm trụ và điểm shutdown dành cho Smolder. Ơ kìa, xuống cúng cho con Smolder mạng shutdown ạ. Hai bên vẫn đang lườm nhau. Hơn 2 đồ lớn ở phút thứ 20. Hồn gió thành công, lập lăng cũng phảo biến ảnh vào cấu máu. Alistar combo chỉ trúng Rakan thôi. Pha này triệu hồi chiêu cuối luôn đến từ Smolder nhưng mà sát thương nó không là bao nhiêu cả khi mà con Smolder ở thời điểm hiện tại. Thực ra đây vẫn là con Smolder ổn nha, 4 mạng. Lượng cộng dồn nó là 197 phút thứ 20, farm cộng dồn gần bằng tham ạ. Rồi rớt dí vào Vi rồi gõ rất đau đến từ rớt và con Vi khó thoát rồi. Vi đi, mạng cho Ari. Hôn gió ép luôn cả bất khuất của Alistar nữa và rớt đóng góp thêm một mạng hạ gục dành cho đồng đội của mình. Thì cũng dí được con tướng đi rừng của đối phương đó là Vi. Rakan băng thẳng vào hất tung nhưng nó chỉ hất tung được 2 người mà thôi. Lập lăng mất luôn cho mình nội tại. Nhưng mất hết lính rồi. Hết lính đồng nghĩa với việc là team 2 đang tiến ra Baron. Vi nằm xuống thì đây sẽ là một loại Baron dành cho thành viên bên phía team của Zeus. Bác còn chăn đồ trước đã. Tránh việc nó gỡ chủ cánh trên anh em ơi. Rồi chăn đồ bất chấp rồi. Chăn đồ bất chấp ăn trụ rồi. Nhưng mà về kiểu gì cơ. Súng điện cao thế có pha làm chậm. Chăn đồ bật tốc hành chạy thôi. Rớt di chuyển tới, cưỡi mây vào, nhả bóng ra, dùng chiêu cuối hất tung thành công. Chăn đồ tiếp tục sẽ là một nhịp hất tung nữa. Rakan thậm chí là còn W đón đường để có thể di chuyển tiếp đến từ chăn đồ cơ. Thêm một mạng dành cho vị trí của Jerry nhưng pha câu giờ vừa rồi khiến trong team của Rớt chưa thể có được một loại Baron. Chạy xuống rồng luôn. Đánh như là chạy KPI luôn ạ. Hôn gió vừa rồi không thành công đến từ Ari. Rớt nhấn cổng công nghệ nhưng mà không có chiêu cuối nhá. Đây là con Wukong không chiêu cuối, có tốc biến thiêu đốt. Nào Rakan cũng không có chiêu cuối trong pha này. Bên kia thì Vi còn khoảng tầm 3 giây nữa thì hồi lại cho mình thả sự hữu đột. Rớt vẫn đang lườm. Di chuyển vào tấn công vào thẳng vặt rồng rồi. Rồng đã có dành cho team của Rớt để có thể ngắt im mạch rồng đối phương. Chiêu hồi chiêu cuối Rớt lao thẳng vào có được điểm hạ gục của Vi. Bên này thì Ari cũng đã phải lên bảng điểm số. Zeus nhà bóng phân thân áp sát mục tiêu là Smolder và shutdown thành công được Smolder đến từ Zeus. Mặc dù không có chiêu cuối nhưng đây là con Wukong hơn 2 đồ lớn và cái nguồn sát thương của nó tạo ra với pha cưỡi mây và thiết bản ngăn cân là quá lớn. Rồng ngăn một thiết bản của Zeus và nằm lại. Và với việc mất đi Smolder và bị quẹt 4 người thì đây sẽ là một loại Baron dành cho Zeus và đồng đội. Một tình huống giao tranh ở hàng rồng rất hỗn loạn khi mà rồng nguyên tố thuộc về team của Zeus và họ có được một pha quét 4 người của đối phương. Đồng nghĩa với việc là có được Baron rồi, một mình Trundle không thể làm được gì trong tình huống này. Một loại Baron đẩy 2 đường. Đường giữa đang có đánh nhau. Rakan vào mê hoặc rất nhiều người. Cực kỳ nhiều người thấp máu rồi. Jerry free shot. Súng điện cao thế. Nhanh như điện qua tường tìm kiếm vị trí của Smolder luôn. Đai trụ thẳng mặt mất nỏ từ thủ. Jerry còn 1 chấm máu. Jerry nằm rồi. Ari phi thẳng vào giữa 2 trụ đối phương để giao tranh, đóng đồng hồ câu giờ. Trong khoảng thời gian đó thì Zeus vẫn đang đẩy ở cánh dưới, đẩy xong trụ hại rồi. Viego của Zeus thì có vẻ như là không quan tâm. Đứng giữa thì có một tình huống 3 đối 3, Wukong bắn thẳng vào, rớt nhả bóng ra, vẫn chưa có chiếu cuối để hất tung thành công. Lập lạc đã hất tung thành công, gõ rất đau đến từ rớt. Nhầm con để rớt ơi, quay trở lại cơn đầu vận tốc biến hạ khúc thành công lập lạc với solo kill cánh dưới. Nổ cái quyền trượng bão tố nhưng rớt vẫn sống với 50 máu còn lại. Xác thứ 7 dành cho con Wukong trong tay của rớt ở ván đấu này, và lần bấm B về nhà với 2.400 tiền thì chắc chắn là đủ thương vô hận rồi. 3 đồ lớn ở phút thứ 24 với một con Wukong full sát thương. Wukong late game và full đam này mạnh lắm. Cho Smoder sẽ rất là khó chơi game khi mà Wukong trong tay của rất còn sống nhá. Team 1 cũng không có cái biện pháp gì để bảo kê con Smoder này cả, khi con tướng hỗ trợ là con Alistar vì băng thẳng vào tìm kiếm Diablo. Jerry 1 chấm máu vẫn sống, rớt băng thẳng vào dùng chiêu cuối, quay ngược trở lại gây sát thương vào Alistar thôi. Smoder không dám bắn khi rớt sống vì có thêm mạng của Alistar tuyệt mạnh áp sát. Lập lang dính xích, Ari vẫn có được điểm hạ gục với tình huống kích hoạt lửa hồ lì. Tiếp tục là cú quét 3 người dành cho team của Zeus và sẽ là cái trụ thứ 2 ở khu vực đường giữa chắc chắn rồi. Họ sẽ hướng tới cho mình ít nhất là 1 mega trong tình huống đẩy vào này, mặc dù đã hết một loại Baron. Tốc độ lấy công trình với 6 sâu hư không của một con Wukong là rất nhanh nhờ. Những cái thiết bản ngăn cân vào chân trụ là cực kỳ là rát. Đó, 2 quy đánh tay vài nhịp là xong trụ 3 rồi. Tiếp tục là đẩy xuống trụ 3 đường dưới 2 mega luôn chứ không phải là 1 anh em ơi. Smoder rất là khó chơi, như đã đề cập thì con Wukong full dam và late game nó không cho xạ thủ đối phương chơi game đâu. Sẽ là liên tục những tình huống dí đến từ rớt vào chiêu cuối rồi nhả bóng, tiếp tục là gõ quy và anh ta sẽ có 2 lần chiêu cuối để khiến cho con Smoder này rất khó chơi game. Bách về không, như vậy là quay ngược trở lại rồi, đối phương đang đuổi người cánh dưới. Ari có thể nằm xuống nhưng đây sẽ là nhà lính dành cho team của rớt chăng. Cái bóng vừa rồi thì nó chưa phát huy được hiệu quả và rớt quyết định là rút lui an toàn. Chưa có 1 mega nào cả. 2 nhà lính thì mỗi nhà lính 1 chấm á. Rồi rớt vòng sau. Đối phương chuẩn bị có linh hồn dòng công nghệ nha. Cũng là một bước tiến khá lớn. Smoder tìm được rớt rồi. Lập lang tới xích hụt. Xích vào cái bóng đến từ lập lang, rớt băng thẳng vào dùng chiêu cuối đất tung nhưng không kịp rồi. Smoder có được nội tại của quỳ với tình huống đủ đam để hạ gục thành công rớt. Tuyệt mạnh băng thẳng vào đến từ Virgo, bắt choáng thành công và Smoder chắc chắn là đi rồi. Không phải là rớt thì sẽ là Virgo. Điểm shutdown dành cho Virgo trong tình huống xử lý vừa rồi, nhưng 1 đánh 3 thì đánh kiểu gì đây? Vỗ cánh tung bay bị cản lại với tình huống cọc băng và tuyệt mệnh vừa rồi không trúng ai cả. Hết tuyệt mệnh và chuẩn bị ăn đấm của VV, đấm tới rồi và 1 đánh 3 quá khó dành cho vị trí của Virgo. Một pha quét sạch không chính thức dành cho bên phía của team 1 và họ sẽ có được linh hồn rồng. Nào Ari tới đây làm được gì hay không? Hôn gió thì hụt rồi, đầu hốp, thậm chí là Ari gặp khó. Phi hồ áp sát, Lập đang đi trước rồi, hồi lại Phi hồ tiếp tục vào thẳng hàng rồng, cầu đi cầu về. Như vậy là Vi là người trừng phạt thành công và cọc băng cản bước. Ari phải tốc biến rút lui về, có lửa hồ ly, có thông nổ. Rồi tạm thời rút lui được nhưng chỉ là tạm thời thôi, một đấm. Như vậy là quyết định là rút lui khi mà có cổng công nghệ Rakan tới cứu kịp. Rất nhiều mạng nằm xuống nhưng tự chung lại là Vi cùng đồng đội team 1 vừa có được linh hồn rồng công nghệ. Mặc dù mất đi cái linh hồn rồng công nghệ nhưng với con Baron thứ 2 này thì cái tốc độ đẩy đến từ các đường team của Zeus vẫn đang là nhỉnh hơn nha. Áp sát vào nhà lính không còn trụ bảo vệ. Rồi Zeus đang lòn. Zeus đang lòn vào nhà đối phương. Gõ quy thiết bảng vào người của con Alistar này. Thân lính bù lại Baron đường giữa vừa tới và đây sẽ là 1 nhà lính. Zeus băng thẳng vào dùng chiêu cuối mở rồi hất tung 2 lần và gần như là Smoder không được chơi game và tình huống mở rất nhanh đến từ Wukong trong tay của Zeus. Định đoạt giao tranh của cú double kill dành cho đường trên của T1. Tiếp tục là Jerry tốc biến vào cùng thành công vì bên này thì rớt nằm xuống nhưng cái giá phải trả sẽ là cái gì đây? Endgame cho cái gì nữa? Lập lang một mình làm thế nào để chống lại 4 thành viên bên phía của team 2 đây? Lửa hồ ly suýt chút nữa thì đoạt mạng lập lang, đang đốt thủ ôi quét sạch luôn. Sát thương là vừa đủ với tình huống kích hoạt lửa hồ ly vừa rồi của Ari và đó là tình huống endgame khi mà rớt mở quá nhanh với Wukong và như đã đề cập một con Wukong full đồ. Smoder rất khó chơi game.